Mình xin mến chào các bạn nha. Mình đang chạy trên đường, mình thấy cái chiếc phi ác này mang dàn chạc trên cái máy chở cái máy Cucuta mang dàn chạc các bạn. Mình ghi hình cho các bạn xem. Đây chiếc phi ác, một cầu chở cái thớt, chở chiếc Cucuta nha các bạn, mang dàn chạc. Giờ là tài xế đang sửa soạn máy để xuống chạc nè các bạn. Đây là chiếc Virus 530 lại xới ruộng nha các bạn, đi bộ 2. Xới xả lúa các bạn. Đây là miền quê Tây Ninh. Xới đất quá đẹp luôn các bạn, đất rạ không xới quá đẹp luôn. Virus 530 các bạn, một cầu. Các bạn dầm thấy đất rạ không, qua một tô một là láng tre luôn các bạn. Cucuta đó nằm trên xe đó, bất tài đang ấy đi một cặp chiếc chiếc Virus này nha các bạn. Chiếc Cucuta này theo đuôi chạc này các bạn. Cucuta này theo đuôi chạc. Nắng quá mình trái mình không có thấy, nhiều khi nó cầm cái điện thoại nó đi ra màn hình nha các bạn. Đi bộ 2 nha các bạn, chiếc Virus xới trước chiếc Cucuta theo chạc nha các bạn. Vừa chạc vừa kéo luôn các bạn. Chặt kéo xuống cái đầu bờ dưới nha các bạn, ra ve lại chặt thôi, đi cặp chiếc Virus sớm một chút. Cucuta này vừa chạc vừa kéo luôn nha các bạn.
vào cái mùa này là cái ở Tây Ninh mình là nông dân Tây Ninh mình là xạ lúa cái vụ khi bằng thu đông nha các bạn, tháng 10 này là xạ đến tháng 10 cắt nha các bạn. Chiếc virus này sới xong đám này rồi các bạn, bắt đầu rồi qua đám khác. Xong một đám rồi. Giờ chiếc Kusuta này bắt đầu vừa vừa trang đất vừa cào luôn nha các bạn. Vừa chặt trang đất vừa cào. Rút này đang bắt đầu cập vô bờ nha các bạn khán giả. Bạn thấy đất rạ không à, chiếc virus 50 này xới rất là đẹp các bạn. Qua một cái láng lên hồ quá chừng luôn các bạn. Bạn thấy màu tại này cua sát bờ luôn các bạn đó, các bạn giờ thấy hồ hết biết. Bây giờ ta đem lúa ra ta xả nha các bạn. Cô ta này giờ chặt cái đường này nữa xong rồi các bạn. Xong đám này rồi. Cũng xin được kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào những clip sau. Xem nhớ đăng ký ủng hộ kênh và bấm nút chuông thông báo cho mình một like nha các bạn.